Thưa quý vị, theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm cả nước có hơn 33.500 người tử vong do tai nạn và các trường hợp khẩn cấp. Đáng nói con số này hoàn toàn có thể giảm thiểu nếu nạn nhân được sơ cứu kịp thời. Do đó, việc phát triển mạng lưới cấp cứu ngoại viện và nâng cao kỹ năng sơ cứu ban đầu cho người dân là rất cần thiết. Tại Đồng Nai, ngành y tế đang xây dựng hệ thống cơ sở cấp cứu ngoại viện tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh với trung tâm cấp cứu 115 đặt tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Việc xây dựng hệ thống cấp cứu ngoại viện sẽ giúp bệnh nhân tiếp cận nhanh chế độ chăm sóc y tế kịp thời và phù hợp hơn. Minh chứng rõ nhất về tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện có thể kể đến trường hợp trẻ bị sét đánh gần đây. Nhờ cấp cứu ngoại viện, trẻ được cấp cứu ban đầu đúng cách, đưa đến bệnh viện kịp thời, từ đó đáp ứng với các giải pháp điều trị khác và hồi phục không di chứng. Đầu mối đường dây nóng cấp cứu ngoại viện 115 của tỉnh được đặt tại khoa cấp cứu tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Công tác tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai thì các bác sĩ và đội ngũ nhân viên y tế đều được huấn luyện về kỹ năng cấp cứu ngoại viện. Đội ngũ cấp cứu sẽ được thông báo và chuẩn bị sẵn sàng những cái dụng cụ cần thiết, điều xe cấp cứu và trình lãnh đạo và thực hiện công tác cấp cứu ngoại viện. Thì khi mà ra hiện trường thì tụi tôi sẽ đánh giá những yếu tố. Thứ nhất là tri giác của bệnh nhân. Thứ hai là hô hấp, đường thở. Và thứ ba là mạch. Ba cái cấp cứu quan trọng nhất. Thì nếu mà có vết thương chảy máu thì tụi tôi phải nhanh chóng băng ép để hạn chế cái tình trạng mất máu. Đối những trường hợp đánh giá bệnh nhân có nguy cơ gãy xương thì phải cố định lại bằng nẹp gỗ, cố định trên mặt phẳng cứng để mà di chuyển cho bệnh nhân trong không có bị đau. Thì nếu tụi tôi mà thấy bệnh nhân có nguy cơ là gọi là suy hô hấp, ngưng tim ngưng thở thì tụi tôi có thể thực hiện những cái thuật gọi là ép tim và thổi ngạt. Tuy đã có đường dây nóng cấp cứu 115, tuy nhiên hệ thống cấp cứu ngoại viện vẫn đang hoạt động khá rời rạc, chưa đồng bộ. Do đó, Sở Y tế tỉnh đã và đang xây dựng dự thảo kế hoạch để tới đây có thể thành lập hệ thống cơ sở cấp cứu ngoại viện hoạt động chuyên nghiệp, từ đó giúp giảm thiểu nguy cơ tử vong, giảm mức độ thương tật cho người bệnh. Một năm của các tỉnh trong cả nước nói chung đều có tình trạng tương đối giống nhau là tập trung ở về bệnh viện tuyến tỉnh, chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các cái trung tâm y tế huyện hay các cái cơ sở y tế khác. Đối với cái công tác mà cấp cứu ngoại viện, mặc dù là một cái công tác quan trọng trong cái đời sống hàng ngày, tuy nhiên về cái mạng để đào tạo chuyên nghiệp hay là có một cái chương trình đào tạo riêng cho cấp cứu ngoại viện thì hiện tại là vẫn chưa có. Thì chúng tôi chủ trương là sẽ thực hiện là cái trung tâm cấp cứu 115 sẽ đặt tại một cái bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, cụ thể là Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, và chúng ta sẽ có cái hệ thống generate là các cái 115 của các huyện, và mỗi một huyện thì các bệnh viện sẽ phụ trách một cái khu vực, và Bệnh viện Đồng Nai là trung tâm cấp cứu chính thì sẽ có cái trách nhiệm điều phối. Về việc này thì mang tính khả thi cao và chúng tôi đang lên kế hoạch, trình kế hoạch có dự kiến là có thể triển khai trong năm 2025. Xây dựng trung tâm 115 cũng là một trong các phương án phát triển hạ tầng y tế tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 586 ngày 3 tháng 7 2024.